Hôm nay mình giới thiệu cái ổ khóa đĩa chống trộm đa năng cho các dòng xe nè. Thì anh em biết á, ở ngoài thị trường có những khóa đĩa mà nó bắt vô cái cục ruột như vậy. Khi mà mình nhặt vô mình khóa đĩa thì nó có cái khuyết điểm là tùy theo xe mà nó có cái cụm nó vừa dưới cái này thì nó hơi bất tiện. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nó trực tiếp nó ôm vô trong cái đĩa của mình á, thì mình xài thời gian dài á, năm này qua tháng nọ, nó bị hư cái nút nhặn này, nó nhảy vô đĩa thì cũng rất là không an toàn á. Thì cái khóa đĩa đa năng với xanh này nè, nó có hay có một cái là dùng cho tất cả các dòng xe ô tô, xe bất cứ dòng xe nào yêu cầu có khóa đĩa là chúng ta đây, chúng ta bỏ vô kìa đó, rồi chúng ta nhặn một cái là xong, là trong là rất là tiện lợi. Nhưng mà nó có khóa đĩa này, nó có một cái hay ở chỗ đó, các bạn nghe không, kêu tiếng tiết không, khi mà chúng ta nhắn vô chúng ta khóa đĩa rồi á, thì ai đó cố tình mở cái ổ khóa này hoặc ai đó dẫn xe đi thì nó sẽ báo hiệu đó, các bạn thấy không, đây đó, nó sẽ báo hiệu, nó hú như vậy hoài thì làm sao mà mở được, nó vừa khóa đĩa mà vừa đụng vô nó vừa báo hiệu nữa, thì nó chống trộm rất là ok. Khóa đĩa chính hãng cho hàng nguyên sạch, rất là tiện lợi, chúng ta bỏ cất xe, chúng ta bỏ đi ra ngoài.